Tình bạn, tình đồng nghiệp gắn bó giữa hai nghệ sĩ gạo cội Chí Tài và Hoài Linh khiến mọi người đều phải trầm trồ, ngưỡng mộ. Từ hơn 20 năm trước, sân khấu trong nước lẫn hải ngoại đều có đôi bạn nghệ sĩ Chí Tài và Hoài Linh làm mưa làm gió. Họ được xem là cặp bài trùng khi vừa diễn xuất ăn ý. Giỏi tung hứng, để lại ấn tượng lớn trong lòng khán giả. Ai cũng nghĩ cứ ở đâu có Hoài Linh là có Chí Tài và ngược lại. Thế nhưng ít ai biết vì sao Chí Tài lại có bước chuyển mình từ một nhạc công, nhạc sĩ nổi danh sang diễn viên hài. Mới đây thì Chí Tài lần đầu tiên tiết lộ mối duyên đến với sân khấu là do người bạn, danh hài Hoài Linh khi tham gia chương trình Ngân Nga tại gia. Nam nghệ sĩ say sưa nói, mình bắt đầu cộng tác đầu tiên là với Hoài Linh, trước đó thì Vân Sơn mời, rồi mà lúc đó hình như là cái duyên chưa tới, nên mình sợ không dám làm. Tới Hoài Linh thì do một phần mình thần tượng ông ấy quá, vì rất nổi bên hải ngoại. Thật sự mình rất trân trọng, tài năng, nên nhận lời luôn. Hợp tác với nhau hơn 20 năm, nhưng cặp danh hài chưa từng mâu thuẫn, giận hơn. Giải thích về điều này, khách mời diễn viên Cát Tường khẳng định, do Chí Tài hiền khô, nên cả hai không thể cãi vã. Nam diễn viên hài chia sẻ, Hoài Linh là một người tốt, không có tính ganh đua, ghen ghét ai. Chính vì vậy, anh suy nghĩ cả hai mười mấy năm, anh không bao giờ giận Linh gì hết. Cái quan hệ này, chính Hoài Linh cũng thốt ra nói chuyện với anh, nói là, anh Tài, anh em mình làm việc trên 20 năm rồi, mà chưa bao giờ giận Hà Tài ha. Lời chia sẻ của nam nghệ sĩ khiến khán giả hiểu rằng, không chỉ người ngoài cuộc mà chính người trong cuộc cũng rất trân trọng mối quan hệ khăng khít này. Khi hỏi về sự chênh lệch tuổi tác giữa hai người, Chí Tài hài hước đáp. Nói anh lớn thì hơi lố, Linh nó nhỏ hơn anh, có 11 tuổi à, đâu có lớn, đừng có nói vậy, người ta nghe sợ. Được nhiều người yêu mến với vai trò diễn viên hài, nhưng ít ai biết được rằng Chí Tài xuất thân từ một nhạc công. Nam nghệ sĩ kể, trong thời gian đầu làm nghệ thuật thì ông hài lòng với công việc đánh đàn. Thậm chí, Chí Tài chưa từng nghĩ mình sẽ đi hát, đi diễn như hiện tại. Nhưng ca sĩ nhiều khi tới trễ nên tôi phải hát lót. Hát lâu ngày, tôi thấy cũng được, thấy người ta cũng thích. Khán giả biết đến tôi nhiều là danh hài, nhưng nhiều con cháu không biết tôi là nhạc công. Nhiều người còn tưởng việc đánh đàn là tài lẻ của tôi. Ông nói, Chí Tài tâm sự đến thời điểm hiện tại thì ông muốn trở lại với vai trò ca sĩ, nhạc công. Đi diễn hài, đóng phim thì một mình đi tới, còn làm nhạc công phải cầm đàn theo, đi sớm để sắp xếp. Rồi về trễ, nhưng làm gì thì làm, tôi không bỏ được sở trường của mình. Nên bây giờ tôi muốn trở lại làm nhạc công, dù hơi muộn, diễn viên Kỳ Phùng Địch Thủ nói. Nói về cơ duyên diễn hài, Chí Tài tiết lộ đó là câu chuyện cách đây hơn 20 năm tại sân khấu hải ngoại. Thời điểm đó thì nghệ sĩ Hoài Linh đang cần người diễn chung nên đề nghị ông diễn cùng. Ngay cả bầu sâu cũng ngỏ lời khiến nam diễn viên đồng ý. Chí Tài kể đêm đó thì ông đảm nhận vai trò đánh đàn. Sau đó thì nam nghệ sĩ vào khoác thêm áo vest và trở ra diễn hài. Tiểu phẩm này tôi không được tập với Hoài Linh mà chỉ nói trên điện thoại thôi. Tôi nhớ khoảnh khắc không bao giờ quên, đó là khi MC giới thiệu ra diễn, tôi là người ra trước. Đúng là tổ đãi, khi tôi bước ra vài bước là khán giả đã cười. Không biết do mặt mình hay sao, hoặc là do cách đi sợ hãi của tôi. Lúc đó tôi mới thấy gương mặt của tôi có hiệu quả. Ông nhớ lại. Chí Tài kể, tiết mục của ông và Hoài Linh kéo dài khoảng 25 phút. Bản thân nam nghệ sĩ cũng quên bài nhiều lần, nhưng lại được khán giả ủng hộ. Từ đó các trung tâm mời ông trong vai trò mới này. Nhìn lại con đường trở thành danh hài của mình, Chí Tài quan niệm, người nghệ sĩ phải có cái duyên với nghề. Bởi theo ông, nhiều người trên bàn nhậu nói chuyện rất duyên dáng, nhưng khi đứng trên sân khấu, dù diễn bao nhiêu, khán giả cũng không cười. Làm hài khó lắm, nhiều diễn viên từ vai chính diện, nhưng chuyển qua làm hài thì tạm thôi, vẫn thấy sượng sượng. Ông nói, diễn viên Nhà Có Năm Nàng Tiên nói thêm, ở vai trò của một diễn viên hài, khán giả không đòi hỏi nghệ sĩ phải quá đẹp. Điển hình là Thúy Nga, Việt Hương. Ông nói, hai cô đó giờ tân trang đẹp rồi, nhưng nhìn vẫn tức cười. Có nhiều diễn viên hài không dám làm đẹp vì mất hết cái duyên. Nhưng tôi làm gì làm thì cũng phải để hai cái má này, để chết với danh hiệu mà Hoài Linh gọi là chó mà xệ. Tôi có căng cơ hay làm gì thì cũng nói bác sĩ giữ lại, vì sợ mất đi người ta không thích. Chí Tài nhớ lại, ông từng đảm nhận nhiều vai dạng dở hơi, mê gái, sợ vợ, chứ chưa bao giờ được đóng vai những vai tử tế, đàng hoàng. Tuy nhiên, nghệ sĩ sinh năm 1958 sợ nhất
là vào vai giả gái vì thấy ghê lắm. Hoài Linh với Trường Giang thích tôi giả gái lắm. Nhiều lần tôi để dâu, Hoài Linh nói tôi cạo. Ai nói tôi không nghe, chứ Hoài Linh nói là tôi nghe liền. Ông thú nhận. Kể về kỷ niệm đóng hài, Chí Tài nhớ ông từng tham gia vở Lương Sơn Bá, Trúc Anh Đài. Lẽ ra Hoài Linh sẽ là người đóng vai nữ, nhưng bên trung tâm đề nghị ông giả gái khiến nam nghệ sĩ không khỏi hoang mang. Tôi bàn với Hoài Linh thì Linh nói làm, tôi phải mang một đôi giày cao. Khi đi thì tôi té hoài vì không quen. Đóng vai đó tôi rất mắc cỡ, nhưng phải dáng làm. Hoài Linh bước vào nói rằng, nói thật với anh nha, nhìn anh gớm lắm, mà em phải đóng vai yêu anh, không biết sao em làm nổi. Thành ra Hoài Linh cứ phì cười mấy lần trên sân khấu, đó là vai giả nữ mà tôi thấy khá thú vị. Trong chương trình, Chí Tài thừa nhận, ngoại hình và nội tâm của mình hoàn toàn xung khắc. Thậm chí nhiều người nhìn vào đều nói nam nghệ sĩ nham nhở. Con người thật của tôi là chỉ thích thôi, chứ không có ý định sở hữu người phụ nữ. Gương mặt tôi nhìn thì thấy không ngay thẳng lắm, sở khanh, nhưng tôi rất nghiêm túc trong tất cả vấn đề, chứ không riêng gì chuyện tình cảm. Những vai tôi đóng không có vai nào chính diện hết, nên khi ra đường, có một khoảng thời gian người ta nhìn tôi rất sợ, đặc biệt là các cô gái. Nam nghệ sĩ tâm sự. Chí Tài kể, trong một lần chụp hình cùng với người hâm mộ, ông thoải mái khoác vai nhưng bị người khác từ chối, khiến diễn viên nhà có năm nàng tiên khá là ngượng. Sau này ông mới biết nhiều người nghĩ mình thích vẻ vãn phụ nữ. Do gương mặt tôi như vậy, chứ tôi lúc nào cũng nghiêm túc và tôn trọng phụ nữ. Diễn viên sinh năm 1958 nhấn mạnh. Bên cạnh những chia sẻ về tình cảm, đặc biệt với Hoài Linh, Chí Tài còn tiết lộ anh vẫn dành thời gian cho niềm đam mê sáng tác nhạc và chơi đàn. Sau đó, nghệ sĩ còn ngẫu hứng hát bài Em Gì Ơi của Jack và KICM và mát sắt nhiều ca khúc nhạc trẻ mới nổi cùng với Cát Tường khiến khán giả phấn khích. Không chỉ nói về tình bạn thân với Hoài Linh, Chí Tài còn chia sẻ nhiều câu chuyện hài hước về đời sống vợ chồng, sự nghiệp nghệ thuật của riêng mình.